Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Liêu Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Liêu Sài Gòn TV. À, chúng tôi vẫn nhắc với quý vị rằng là trên YouTube và trên Facebook thì chúng tôi không có livestream stream nữa. À, tuy nhiên vẫn có thể coi lại sau đó à, một hai tiếng đồng hồ sau thì chương trình sẽ được đưa lên. À, quý vị coi livestream được ở trên mạng lưới của đài tức là Lido Sài Gòn tv com và coi trực tiếp ở trên TV bình thường là à, 56.10 vào giờ phút này à, Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ năm ngày hôm nay ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Và ngày hôm nay là đúng kỷ niệm một năm vào ngày này năm trước thì một vụ bạo loạn xảy ra ở ngay khu uh, uh, tòa nhà Quốc hội Capitol Hill uh, đã làm chấn động nước Mỹ ngày chấn này động năm thế trước giới luôn. chấn động thế ừ. giới luôn và thưa với cái vị ngày này năm trước vào giờ phút này đó thì cập nhật liên tục luôn từ sáng cho tới tối những phút đồng hồ là những diễn biến nó xảy ra như thế nào ở trên tivi quý vị không thể tưởng tượng ra là có một cái ngày nó như vậy xảy ra ở tại nước mỹ à, thật ra là không phải bắt đầu từ lúc buổi sáng như thế này mà bắt đầu bắt đầu từ trưa trở đi và cái à, lúc và từ khoảng 2 giờ chiều 3 giờ chiều 4 giờ chiều à, lúc đó thì mình bắt đầu cảm thấy là tin tức dồn dập và mọi người ngẩn ngơ không biết tại sao mà có một cái sự kiện như vậy à, xảy ra ở nước mỹ à, quay trở lại với lại à, cái tin tức hàng ngày hồi nãy anh trường nói hôm nay ngày 6 tháng giêng ngày hôm nay sáng nay đi trời đầy sương mù sương mà như mưa luôn vậy đó tức Đúng là rồi. nó mình mình cảm thấy là nó ướt đến như vậy chạy xe rất là khó. Và thì tầm hy vọng xa thì nó không yeah. có xa lắm nha quý vị nha. Đúng Chỉ còn khoảng chừng uh, um, um, gọi là 1/4 dặm mà thôi đó. Yeah. Đó. Xe trên đường bắt đầu chạy từ từ ừ. từ từ cho nên là quý vị nào mà lái xe ở trên uh, xa lộ trên freeway á thì nên thật là cẩn thận với lại uh, trừ cái thời gian mình đi sớm một chút để mình chạy xe uh, chậm một chút cho nó an toàn. Um, thưa quý vị uh, chương trình cà phê sáng thì được uh, bảo trợ bởi uh, Lee sandwiches thì kỳ này uh, Lee lại có thêm mở môn thêm một tiệm thứ 70 trên toàn nước Mỹ và tiệm này được mở ở Colorado Spring vào ngày thứ bảy này tức là ngày 8 tây tháng giêng à, dĩ nhiên khi mà một cửa tiệm được mở ra như vậy đó thì sẽ có rất là nhiều cái chương trình đặc biệt dành cho khách hàng à, vào ngày hôm đó đó thì hai trong khách hàng đầu tiên à, sẽ nhận được những cái món quà tặng đặc biệt của ly sandwiches à ngoài ra thì cũng trong ngày hôm đó khi mà quý vị đến à, mua mua à, sản phẩm ở đây, à, mua bánh mì, mua cà phê ở đây thì quý vị sẽ được tặng một ổ bánh mì baguette hoặc là quý vị sẽ được tặng một đồng 99 cho mỗi ly cà phê, tức là ly cà phê thì hơn à, hơn 1 đồng 99 nhưng mà người ta sẽ trừ ra 1 đồng 99 rồi sau đó còn lại bao nhiêu thì quý vị sẽ trả cái tiền còn lại đó hoặc là nhận một ổ bánh mì baguette free. Thì đó là còn trong ngày, ngày 8, ngày 9 có nghĩa là trong hai ngày đó đều có những cái chương trình đặc biệt dành cho khách hàng hết. À Ngọc Lai nhắc lại là trong ngày 8 tây á thì 200 khách hàng đầu tiên sẽ nhận được những món quà tặng đặc biệt ngay tại tiệm Lee Sandwiches thứ 70 nằm ở Colorado Spring ở đường Partners Partners yeah 566 5660 Partners Road Street 124 Colorado Spring Uh, hy vọng rằng là uh, với cái sự khai trương mới này của Lee Sandwiches thì công việc làm ăn của Lee Sandwich ngày càng phát triển và sẽ luôn luôn là người tài trợ trung thành cho chương trình cà phê sáng. Như vậy thì uh, <laughs> tới ngày thứ bảy nha, tức là ngày mai là thứ sáu và thứ bảy là ngày 8 đó, thì quý vị nào ở vùng Colorado Springs uh, có thể tới tham dự cái chương trình ngày khai trương của Lee Sandwiches thứ 70 ở tại <laughs> Hoa Kỳ này vào wow, nhưng mà mua bánh mì, mua cà phê, mua ơ oh, ly sandwiches thì có nhiều cái món ngon ở đó. Nhiều ừ. rất là nhiều nhiều món nhiều món. Nhiều món. Ừ. À, Ngọc Lan nhớ um nhiều nơi mình ở đây lý đô Sài Gòn này thì cái gì cũng có hết trơn á à, biết bao nhiêu là tiệm bánh mì nhưng mà có nhiều những cái tiểu bang à, nó xa xa đó thì người ta vẫn à, muốn à, thưởng thức thử cái, cái à, khẩu vị bánh mì kiểu Việt Nam làm sao nhất là cà phê sữa đá ừ. kiểu Việt Nam là như thế nào à, Ngọc Lan nhớ cách đây à, à, vài một số năm không nhớ chính xác phải hơn 5 năm rồi ở à, Lúc đó ở Las Vegas mở cái tiệm Lisa Bridges đầu tiên Ô oh, trời ơi nó đông, đông không thể tưởng tượng được Nhưng mà bây giờ thì khi mà người ta đã thưởng thức rồi Thì những khách quen người ta sẽ lương tục trở lại Thì bây giờ đối với Colorado cũng hy vọng một cái uh, việc như vậy uh, Mua mây bán đắt sẽ đến với tiệm này à, Đó là cái câu chuyện của ngày 8 tháng 1 sắp tới Nhưng mà bây giờ trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay Ngày 6 tháng 1 đó thì thưa quý vị Trên truyền hình giờ này chắc là quý vị cũng đang coi những cái uh, tin tức liên quan tới uh, bài diễn văn mà tổng thống Joe Biden và phó tổng thống là Kamala Harris đã diễn đọc uh, để nói về ngày 6 tháng 1 của năm 2021. Uh, đặc biệt là khi người ta chú ý tới bài diễn văn của tổng thống Joe Biden đó thì ông ta đã nhiều lần nói là tổng thống trước, ta, ông không nói tên tổng thống, ông chỉ nói là tổng thống trước đây đó tổng thống cựu tổng thống đã có những cái hành vi hay là có những cái tạo điều kiện để cho cái cuộc nổi loạn nó xảy ra à, ông nói rằng là à, cựu tổng thống của nước mỹ đã dựng nên những câu chuyện về một cái cuộc bầu cử gian lận và từ đó những người tin tưởng rằng là cuộc bầu cử này đã gian lận đó, đã bắt đầu đã tấn công vào trong uh, tòa nhà như thế nào. Ông ấy, ông ông Joe Biden đó thì ông nói rằng là ông ấy đã coi quyền lợi của mình nó quan trọng hơn là quyền lợi của đất nước uh, Hoa Kỳ này và ông ấy đã uh, coi cái việc mà uh, cái nền dân chủ, đó, ông ta đã tấn công vô một cái nền dân chủ của Hoa Kỳ thì khi mà nói về những một cái bài diễn văn đó mà không nhắc một chữ nào là tổng thống Donald Trump mà chỉ nói là cựu tổng thống thôi thì thấy là ông Joe Biden cũng có một cái sự tế nhị ở trong đó ông ông không nói tên nhưng mà ông chỉ nói cựu tổng thống thì quý vị cũng biết là nó là, là ai rồi đó cựu tức là, tổng là không thống. nhắc đến uh, Donald ừ. Trump không gọi cái tên trực Đúng tiết, rồi, chỉ nhắc đến là cựu tổng thống thôi uh, nhắc lại cái biến cố của ngày uh, 6 tháng giêng năm 2020 đó uh, cho đến cho đến bây giờ nha à, vẫn nhiều người vẫn không công nhận cái kết quả của cuộc bầu cử vừa qua mà họ vẫn cho đó là những cái trò gian lận vân vân à, lúc đó có rất là nhiều những cái tin liên quan ví dụ như à, nói rằng là phiếu bầu của tiểu bang này đã được chở qua tiểu bang khác để mà giống như là lấy thêm cái số phiếu nhưng mà nhiều người vẫn tin điều đó nhưng mà họ không có thể nghĩ rằng ngay cả Phiếu bầu của thành phố này cũng đã khác phiếu bầu của thành phố khác rồi, bởi vì ngoài cái chuyện mà bầu tổng thống thì còn ở trong phiếu bầu đó các cái chức danh của dân cử của thành phố đó nữa thì không thể nào có cái chuyện mà phiếu bầu từ thành phố này chở qua thành phố khác đã là không thể rồi. Thì đừng nói là từ tiểu bang này đưa sang tiểu bang khác để mà thực hiện cái cuộc bầu cử thì có nhiều cái điều như vậy nhưng mà người ta vẫn tin đó yeah. là bởi vậy là khi yêu là bất chấp lý yeah. lẽ người ta cứ tin làm sao là à, người này thua là bởi rằng thì là như thế này như thế này chứ không bao giờ tin rằng là cái sự thật nó là như vậy à, cho tới giờ phút này đó thì cũng có rất nhiều à, những người à, vẫn còn tin rằng là cuộc bầu cử đó là một cuộc bầu cử giả lạnh có vẫn có người tin như vậy đó chứ không phải là không À, trở lại với cuộc bạo loạn đó, thì thưa quý vị, à, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Tư pháp là ông Merrick Garland à, Ông cho biết rằng là sẽ truy tố cho đến cùng cho dù bạn đang ở đâu Cho dù bạn có nghĩ rằng là đã một năm trôi qua rồi, họ sẽ không truy tố nữa đâu Thì quý vị đã tin lầm là tại vì chúng tôi sẽ truy tố đến tận cùng những người nào đã tham gia dù quý vị tham gia ngay trong tòa nhà đó hay là quý vị đứng ở phía ngoài mà cũng làm ra những cái tội phạm này kia gì đó Thì quý vị cũng chắc chắn là sẽ chờ đợi đến tên mình được kêu Là tại vì chúng tôi sẽ bắt buộc là bộ trưởng tư pháp thì nói uh, Cho dù là quý vị nghĩ rằng nha là một năm rồi chắc là qua rồi không đâu Cho tới bây giờ hơn 700 trường hợp đã được đưa ra tòa và bị bắt một trăm mấy chục người đã nhận tội là bạo loạn trong cái vụ ngày hôm đó và đang xử từ 3 năm đến 5 năm tù vân vân. Rồi còn những người có những chức vụ cao hơn hoặc là những người có làm việc trong những cơ quan chính phủ lớn hơn nữa hay là cơ quan công lực đi nữa hoặc là quý vị có làm một cái chức vụ gì đi đó ở trong tòa nhà quốc hội hay là quý vị làm trong bộ máy chính quyền gì đi nữa đó quý vị cũng chờ tới là chúng tôi sẽ truy tố ra từng người và sẽ nhất định là không bỏ sót một người nào đó đã có tí gì đó tham gia dính dáng vào trong cái vụ bạo loạn này cho nên ông ngày hôm nay thì ông nói chắc lắm ông nói rằng là quý vị cứ chờ đó đi chúng tôi sẽ không bỏ sót ai đâu cho dù là một năm nữa hai năm nữa hay ba năm nữa thì khi chúng tôi coi lại tất cả những cái video đó là chúng tôi đã gọi là biết chính xác ai là ai là ai rồi thì tới sẽ tới phiên quý vị thôi. Đó là lời của ông Merrick Garland. Thành ra là vào thời điểm đó khi mà nhiều người Việt Nam có một số người Việt Nam cũng tham dự trong ngày đó. Lúc đó hình ảnh đưa lên trên các mạng truyền thông rất là nhiều. Nhưng mà rồi đến bây giờ thì cất hết, không có còn thấy để mà khoe những cái hình ảnh đó nữa. Bởi vì biết đâu được là có dính dáng liên quan tới mình. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345 một chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín hình bản đồ Việt Nam bảy một bốn và bảy một bốn Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới

Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, ngày hôm qua thì là ngày sổ số, số Powerball. cái vé mà có thể nói là cái giá trị của nó là lớn thứ bảy ở Mỹ từ ngày xưa đến bây giờ. Nó lên đến hơn 630 triệu. Nhưng mà bây giờ thì hôm nay thì không mua nữa là bởi vì có hai người trúng rồi. À, trong hai cái người mà trúng cái số đặc biệt đó đó, thì có một người ở california và một người ở wisconsin à, ở california thì người ta đã xác định được cái là vé đó được bán ra tại một tiệm à, 7 eleven ở sacramento cho nên mà ai đã từng đi mua vé số ở cái vùng đó thì bắt đầu à, coi coi cái vé của mình ở đâu coi mình có phải là trúng hay không à, còn người mà à, trúng thưởng cái vé mà bán ra ở wisconsin đó, thì người ta chưa có cho biết là cái nơi chính xác là cái nơi bán ra ở đâu À, tuy nhiên họ cũng nói rằng những người mà cái vé mà không có trúng độc đắc á, thì quý vị cũng đừng có liện nó đi là bởi vì trong số đó đó là có hai à, vé là trúng bốn chữ số cùng với lại cái số mega tức là năm số à, giống nhau với lại cái số mà độc đắc á, thì mỗi vé đó được thưởng tới 2 triệu rồi à, còn lại á, có thêm năm vé nữa năm vé nữa là họ trúng năm cái số nhưng mà không có trúng con số mega thì mỗi vé đó được 1 triệu. Thành ra là những quý vị nào mà người ta xác định là năm à những cái vé hai cái vé mà trúng 2 triệu đó được bán ra ở Florida và Georgia. Còn 12 cái vé mà có năm số trúng với lại số độc đắc mà chỉ không có trúng cái con mega thôi đó thì được bán ra ở Arizona California, Florida, uh, Indiana, Maryland, Missouri, New Jersey, New York và Texas. Cho nên là quý vị nên uh, cẩn thận những cái vé đó. Coi chừng mình uh, có nhiều người cái thấy không có trúng rồi cái buồn quá nghe là ở đâu trúng rồi mình ở tiểu bang khác rồi bỏ đi rất là uổng. Uh, rồi họ cũng nói là ngoài ra có đến 3 triệu vé um, trúng từ hai oh no, từ 4 đồng cho đến 2 triệu cho nên <cười> <cười> bây giờ thì cái vé trở lại Thứ bảy này nó sẽ trở lại cái giá khởi điểm ban đầu tức là như là 40 triệu là khởi điểm cho nên nó nhiều người người ta không có mua ngay từ đầu mà họ chờ 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 chừng nào lên đến con số rất là nhiều. Như kỳ rồi đây là 40 lần sổ không có người trúng thì nó mới lên cái con số là 600 mấy chục triệu. Nếu mà như vậy đó thì tôi sẽ phải coi lại cái tờ vé số của tôi chưa có dò. Ừ. Là tại vì tôi tuần vừa rồi là New Year đó, tôi có người bạn từ Sacramento xuống đây và lì cho tôi ừ. tờ vé số từ sacramento <laughs> như vậy là tôi có quyền hy vọng rồi mặc dù là tôi không ở sacramento nhưng mà phải mua sau ngày uh, mua sau ngày một tay kia đó À. bắt đầu dạ tại vì ngày thứ hai cũng có sổ rồi cho nên nếu vé đó mua sau giờ sổ số của ngày thứ hai mua trong ngày thứ ba thứ tư thì mới có hy vọng <cười> <cười> như vậy thì uh, ngọc lan làm cho hy vọng của tôi nó mong manh quá mong manh, mong manh mà, quá nhưng yeah. mà trở lại với cái câu chuyện hàng ngày thì thôi với quý vị uh, sáng hôm nay thì tiểu bang california đã giới hạn không phải là giới hạn mà đã gia hạn thêm cái lệnh gọi là bắt buộc phải đeo khẩu trang khi mà quý vị đi vào những nơi trong nhà đó thì cái lệnh mới này sẽ được gia hạn tới ngày 15 tháng 2 ừ, năm 2022. Tức là vẫn còn có những cái khả năng lây nhiễm cao, đặc biệt là trong ngày hôm nay đó nhiều bài báo thì nói về cái Omicron cái biến thể này nó lây lan nhanh và đặc biệt nhất là đang nhắm tới các trẻ em. Nếu mà trước đây bé mà bị covid không thôi đó thì quý vị cũng nghe các bác sĩ, các tiến sĩ là các nhà mà là trong cái ngành y tế hàng đầu của Hoa Kỳ này cũng như thế giới nói rằng là trẻ em thì ít khi nào bị lắm. Ừ. đó trẻ em thì không có bị covid nhiều nhưng cái biến thể Omicron này nó đang tấn công vô trẻ em. <laughs> Bản tin cho biết là ngày hôm nay đó thì theo số liệu thống kê thì trẻ em nhập viện vì omicron nó đang là ở con số kỷ lục ở Hoa Kỳ này và một phần ba ở trong số những trẻ em đó thì có những em đã đang là phải dùng tới máy trợ thở đó. rồi cũng có một số em thì phải nằm trong những cái phòng chăm sóc đặc biệt tức là icu đó chứ không phải là Quý vị cứ nghe thống kê, ô trẻ em thì không có bị đâu hay là trẻ em có thì bị về COVID đi nữa thì cũng bị nhẹ thôi vân vân. Thì cái số liệu thống kê đó nó không có quan trọng rằng con em của chúng ta cũng có người cũng đang bị bị rồi chứ không phải là không bị. À, cũng nói về Omicron về tình hình của trẻ em đó thì nhiều tiểu bang uh, Pennsylvania, Ohio, Missouri, Nebraska, nhiều tiểu bang cho biết rằng là cái số trẻ em nhập viện nó cứ càng ngày càng tăng. Cho nên họ khuyến cáo rằng là các cha mẹ nên chăm sóc trẻ em, nên coi các em khi mà các em bị bệnh đó thì phải coi coi là các em có cái những cái dấu hiệu gì hay không. Trẻ em mà bị Omicron rồi bị dương tính với Covid đó, thì thường thì họ nói rằng là em mà bị thấy khó thở là một, và thứ hai nữa là mệt mỏi đó khó thở và mệt mỏi thì đó là hai cái triệu chứng nhưng mà ngày hôm nay đó thì có một cái bản tin cho biết rằng là làm sao mình biết được là mình bị cúm hay là cảm thông thường hay là bị covid rồi đó ngày hôm qua thì Ngọc Lan cũng nhớ là mình nói cái chữ mà họ ghép lại từ hai cái chữ đó là flu và corona bây giờ họ có một cái chữ mới là flu rona tức là vừa cúm mà vừa bị covid luôn thì ngày hôm nay họ nói rằng là có hai cái dấu hiệu mà cho thấy là mình có thể là bị Omicron Covid rồi chứ không phải là cúm thông thường nữa đó là cái bệnh cái là cái thứ nhất là mệt mỏi mệt mỏi nó uể oải người nó không muốn làm gì hết chỉ muốn nằm trên giường thôi đó là thứ nhất là nếu mà có cái dấu hiệu đó là mình đã nghi nghi 50% nha là mình bị biến thể Omicron tấn công là Covid đó và thứ hai nữa họ nói sáng hôm nay phát hiện ra này là tại vì họ thấy đa số những người bị omicron đều có một cái triệu chứng giống nhau đó là nhức đầu họ nói nhức đầu kinh khủng luôn nằm cũng không yên nữa tại vì họ nói rằng là khi cái cơ thể họ bị mệt mỏi đó thì họ muốn nằm thôi nhưng mà nằm cũng không yên tại vì họ nói sao mà nhức đầu quá mọi người đều than phiền là cái vấn đề về nhức đầu cho nên Sáng hôm hôm nay thì các nhà mà chuyên gia về y tế là về bệnh truyền nhiễm rồi từ CDC nói đó là có hai cái dấu hiệu mà quý vị phải đi test ngay để coi mình có bị Covid hay không đó là mệt mỏi và nhức đầu. Trước đây thì cái việc mà bị mất vị giác đó thì nó vẫn thường xuyên xảy ra rồi ho khó thở hoặc là tức ngực đó thì nó vẫn thường xuyên xảy ra nhưng mà ngày hôm nay thì họ nói thêm có hai cái đó là mệt mỏi và nhức đầu cho nên nếu mà quý vị có thấy trong người không được khỏe mà có hai cái triệu chứng đó thì quý vị nhớ đi test coi là mình có bị covid hay không quan trọng vẫn là đi chích ngừa <laughs> <laughs> à, thưa quý vị ngày hôm hôm trước đó thì ngọc lan có nói là bắt đầu từ ngày 1 tây tháng giêng năm 2022 thì cái chuyện mà về sử dụng nước có nhiều cái thay đổi thì ngày hôm qua đó công ty điện nước của Los Angeles đã đưa ra một cái mức giá cụ thể cho năm 2022 và áp dụng từ ngày hôm một tây ai cũng biết rồi họ vẫn kêu gọi cái chuyện mà giảm sử dụng nước thì bây giờ họ đưa ra cái mức giá luôn mức giá mới họ chia ra làm bốn bốn bậc sử dụng nước nếu như đó mà quý vị vẫn sử dụng cứ nghĩa là ở trong bậc 1 bậc 2 À, tức là cái cái lượng nước họ quy định là bao nhiêu mà sử dụng trong đó thì coi như là cái giá không có gì thay đổi hết trơn trong sử dụng ví dụ như một tháng là bao nhiêu uh, feet khối ở Việt Nam mình xài là mét khối còn ở đây là feet khối thì nếu bao nhiêu đó thì không có chuyện gì thay đổi nhưng đối với là những người mà sử dụng nước nhiều á bắt đầu mà mình coi cái Bill nước mình mà nó qua đến nó gọi là cái thay three tức là bậc ba đó thì nước nó sẽ tăng lên cứ một một phít khối như vậy đó nó tăng hơn 1 đô la tức là khoảng 1.3 đô la à, từ à, lúc đầu nó đang là 9 đồng mà 1 9 đồng.1.92 sen thì bây giờ nó lên đến là 10 đồng. Chấm, à, 4 43 sáu sen đọc không biết đọc ừ. như thế nào. 4, <laughs> Còn 3, nếu 6. như và yeah, nếu như mà xài nhiều qua vượt qua cái mức 3 nó đến đến mức 4 đó thì một khối nó lên tới hơn 3 đồng tới 3 đồng 6 cho một một phít khối như vậy thì nó cái số lượng nó lên rất nhiều lắm đó chứ không có phải tùy quý vị hình dung mà một um, một phít khối nước đó, nó không có bao nhiêu hết á, nó rất là ít. Um, thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Rồi ngoài ra cái chuyện mà À, xài nước phải tiết kiệm thì bây giờ họ cũng quy định là mình những cái cái chỗ mà mở cho nó tưới tự động ở ngoài sân á, tưới cỏ đó thì một tuần chỉ là ba lần mà thôi và cũng họ sẽ gửi giấy về nhà họ cho biết tùy theo cái khu vực là mình sẽ chọn là mình tưới nước trước 9 giờ sáng hay là sau 4 giờ chiều và một tuần như vậy ba lần và cũng không có được để nước mà nó tràn ra ở trên cái lề đường đi đó có nghĩa là tưới cỏ là tưới cỏ quý vị sẽ thấy nhiều nhà đi ngang là thấy nó ướt đẫm ra ngoài hết thì người ta không có chấp nhận cái chuyện đó và tối đa cho mỗi một lần mà bật cái wrinkle đó, lên để tưới đó là chỉ có 8 phút thôi chứ không phải để cho nó tràn giang tưới trong vòng 10 phút hay là 20 phút nữa. Rồi dĩ nhiên là cái chuyện mà 48 tiếng sau khi mà trời mưa có trời mưa thì cũng không được tưới nước, thì có chuyện đó cũng được nhắc lại và nếu như mà ai vi phạm những cái điều này thì bắt đầu họ áp dụng cái chuyện mà phạt đó là 500 đô la. À, ngoài ra thì còn vài ngày tới chúng tôi sẽ nói về cái chuyện rác năm nay nó cũng có cái sự thay đổi nữa à, phân loại rác như thế nào, bỏ vô không đúng thùng cũng sẽ bắt đầu bị phạt ra làm sao thì cái chuyện đó là chuyện muôn thở. nhiều người không biết phân biệt cái thùng nào là đựng rác gì và rác nào được xem là rác tái chế, rác nào thì được xem là rác là sẽ bị phân hủy bỏ đi luôn. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển nếu phát hiện sớm bệnh ung thư khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345 1800 227 2345 Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ ba của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, À, vào sáng ngày hôm qua thì một à, vụ cháy đã đưa đến cái hậu quả là có 12 người chết trong đó có 8 em bé à, đã gây cho những người dân ở quanh cái khu vực Philadelphia đó một cái sự bàng hoàng là bởi vì họ nói có những người hàng xóm họ chứng kiến đó họ nói là 35 năm sống ở nơi này đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cái vụ cháy mà với một cái hậu quả nó thê thảm đến như vậy Bởi vì um, 12 người chết đó đều là thành viên của hai gia đình Tức là trong đó có hai người mẹ mà hai người mẹ này một người là hai chị em Một người thì 30 tuổi một người đó thì 33 tuổi và hai người này đều có rất là đông con Thì trong 8 đứa trẻ mà chết đó thì đều là con của hai người phụ nữ này đám cháy này thì nó bắt đầu nó khi mà cảnh sát nhận ra nó bùng lên là vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng của ngày hôm ngày hôm qua à, người ta thấy là khói bắt đầu lên mù mịt mà tại sao cái hệ thống báo động báo cháy ở trong nhà này thì nó lại không hoạt động thì bây giờ người ta đang tìm hiểu là trong thời gian qua họ đã vẫn thường kiểm tra cái nơi này cũng đã có thay pin cho cái hệ thống báo cháy báo khói đó rồi nhưng mà rõ ràng là ngày hôm qua khi mà đám cháy này xảy ra thì nó không có hoạt động thì khi mà họ nhìn thấy mà lửa bốc lên mà mù mịt như vậy thì họ tìm cái nơi cái căn nhà đó đó cái khu nhà đó nó là nhà lầu nhưng mà cái cấu trúc của nó cũng rất là kỳ lạ tức là nó đã được sửa lại sửa lại thành cho hai gia đình ở cho nên họ để tìm cái đường vào rồi như thế nào nói chung là cũng gây khó khăn cho lính cứu hỏa ở thời gian đầu tiên nhưng mà sau đó thì họ đã vào được trong nhà khống chế được ngọn lửa à, cảnh uh, sát lính cứu hỏa đó họ mô tả lúc mà họ cứu được họ cố xong vào họ cứu được một đứa bé đem ra nhưng mà sau đó thì đứa đứa bé mà được cứu lúc đó nó cũng qua đời rồi những người hàng xóm họ nói là họ không thể tưởng tượng được, à, họ không quên được cái hình ảnh đám cháy nó bùng lên như thế nào. Rồi họ đã từng nhìn, họ nhìn thấy có những người từ ở trong căn nhà đó, họ nhảy cái cửa sổ để mà rớt ra ngoài ra làm sao. Thì đến bới đầu thì họ nói rằng là có 13 người chết, nhưng mà đến cuối ngày thì cái thống kê lại thì họ thấy rằng là có 12 người chết trong đó có 8 trẻ em và hai người phụ nữ à, đến buổi chiều đó khi mà cái đám cháy đó hoàn toàn nó đã được dập tắt rồi đó thì người những người dân ở đó bắt đầu người ta đến đó một cách họ họ mô tả cái hình ảnh rất là cảm động tức là họ lặng lẽ họ đến họ đặt hoa ở ngay cái cái căn nhà đó à, có nghĩa là căn nhà này cháy nó không có lan ra những cái nơi khác rồi xong rồi những người mà còn sống sót từ căn nhà đó cũng như là những thân nhân của những người sống căn nhà đó thì họ tụ tập ở một nơi gần đó để mà bắt đầu coi cần có những cái sự giúp đỡ như thế nào nhưng mà quả thật là một trong những ngày đầu năm mới vừa qua tết dương lịch được có mấy ngày thôi mà cả xảy ra một cái chết thương tâm như vậy cho hai gia đình này thì đó là một điều rất là đáng buồn Um, trở lại với uh, cái việc mà Covid-19 thì tôi với quý vị um, bây giờ là chúng ta bước qua năm thứ ba rồi Phạm Ngọc Lan, năm 20 nè, rồi năm 21 nè, ừ. rồi bây giờ chúng ta là năm 22 rồi là bước qua năm thứ ba rồi. Thế mà nhưng vẫn còn có những người uh, rồng ránh xếp hàng để mà chờ được test Covid À, thế thì những cái bộ test kit mà thống đốc của California là ông Gavin Newsom à, hứa hẹn rằng là gửi về nhà tức là gọi là at home á tức là chúng ta tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà rồi gửi trả lại bằng cái phong bì họ đưa cho quý vị rồi quý vị coi là mình dương tính hay là âm tính đó những cái bộ xét nghiệm tại nhà như vậy thì tôi nhớ là hồi tháng 7 tháng 8 hay tháng 9 gì đó năm ngoái thì khi mà thống đốc gavin newsom đề nghị ra một cái chương trình gọi là gửi những cái bộ xét nghiệm đó đến tại nhà và sau khi mà cái mùa đi học trở lại mà các em nghỉ mùa đông vừa rồi đó sau những ngày lễ đi học trở lại thì chắc chắn là ai cũng có những cái bộ test xét nghiệm đó rồi nhưng mà cho tới ngày hôm nay đó thì hàng triệu bộ xét nghiệm đã được gửi ra và vẫn còn tới hàng triệu bộ xét nghiệm chưa được gửi ra nữa tức là họ đang chỉ trích ông là ông làm việc quá chậm chạp À, trong khi họ cần những cái bộ xét nghiệm này lý do tại sao cần là tại vì hiện tại ngày hôm nay thì cho biết rằng là gần bốn mươi những nhân viên làm ở bệnh viện và các nhân viên thầy cô giáo làm việc ở trường học đó thì đang là thiếu hụt và họ đang không biết là thiếu hụt đó là mình sẽ thay đổi bằng cách cách nào đa số những người nhân viên mà bị thiếu hụt ở trong bệnh viện hoặc là trong các lớp học trường học vân vân đó là những người bị bệnh, đó vì cảm cúm có, vì Covid cũng có, rồi bị Omicron tấn công cũng có nữa cho nên cái số lượng mà thiếu hụt nhân viên làm việc như vậy đó nó sẽ gây ảnh hưởng ung tắc cho đến tất cả những cái hoạt động Thí dụ như Sở Cứu Hỏa bây giờ có 15 người đi mà hết 7 người đã bị bệnh rồi, nào là cúm, nào là cảm, nào là Omicron, thì còn lại có vài người thôi thế thì sao đáp ứng được với lại cái nhu cầu mà có một cái vụ cháy xảy ra hay là nhân viên bệnh viện hay là y tá trong bệnh viện hay là văn phòng bác sĩ gần nhà quý vị đi nữa mà có người bị cảm bị cúm hay là bị, bị 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 covid đi thì lại thiếu hụt Tuy vì thế khi mà chúng ta kêu gọi xe cứu thương xe xe cứu hỏa rồi con em tới lớp học này kia đó mà thiếu hụt nhân viên thì dĩ nhiên đó là một cái nó nó gây trở ngại cho cuộc sống hàng ngày à, Sáng hôm nay thì có tin là thành quận hạt, chứ quận hạt Los Angeles sau khi mà gửi bộ xét nghiệm ra hàng triệu bộ xét nghiệm ra tới tận nhà từng người để mà từng người ta tự xét nghiệm tại nhà đó, thì sáng hôm nay họ lại hoãn lại cái việc gửi cái bộ xét nghiệm đó tiếp tục là tại vì hơn 30% những nhân viên đang làm trong những cái phòng lab mà khi họ nhận lại cái bộ xét nghiệm của quý vị đó, thì họ bắt đầu họ coi coi là quý vị có bị bệnh gì hay không đó thì hơn 30% những nhân viên đó đang bị bệnh rồi. Đó, từ làm trong phòng lab thôi là cũng trở ngại cho cái việc mà quý vị gửi trả lại cái cái, cái xét nghiệm tại nhà nữa. Cho nên cái này nó là dây chuyền Thế mà chúng ta là thì đã thấy 2 năm qua rồi ha. Mình đã có thuốc chích ngừa rồi nè mình đã à, mới hôm qua thì họ thông báo rằng là có luôn cả cái thuốc để uống nữa à, monupiravir gì đó nhớ cái tên à, có thuốc rồi nữa nhưng mà vẫn còn có người xếp hàng rồng đánh để mà chờ được xét nghiệm nữa này ngọc lan à, thưa quý vị ngày hôm qua đó thì trên cái bản tin ap đã có một cái câu chuyện rất là cảm động về một người đàn ông đã tìm lại được gia đình của mình sau 30 năm sau 30 năm bị bắt cóc rồi bây giờ anh tìm lại được gia đình của mình gặp lại được mẹ ruột của mình mà cái cách mà anh tìm được đó, hoàn toàn là gọi là vẽ lại bản đồ trong trí nhớ tức là cái câu chuyện này á cái anh anh, anh chàng này tên là Lai Wei thì vào năm 4 tuổi đó thì khi mà anh đi lững thưởng mới 4 tuổi là lững thưởng ở trong xóm mà lúc đó anh cái cái nơi anh ở là ở tỉnh Vân Nam À, quý vị biết là trung quốc thì nó rất là rộng lớn một cái tỉnh này nó rất là lớn thì anh ở vân nam thì anh đi lững thững thì nói là anh chỉ nhớ là lúc đó có một người lạ đến nói là muốn đi coi xe hơi không thì à. lúc đó cái chuyện mà xe coi xe hơi đó nó rất là lạ lùng với những cái đứa trẻ như vậy thì à, anh này nhớ là anh gật đầu thì khi mà người ta bồng anh đi rồi đó rồi sau đó anh không thấy xe hơi đâu rồi thấy là mình được chở đi đâu là bắt đầu anh anh bắt đầu anh khóc anh hoảng lên thì anh đòi về nhà thì dĩ nhiên là cái chuyện đó không có ờ, thì lúc đó nói là 4 tuổi anh chỉ nhớ là anh không có nhớ tên của bố mẹ mình nữa không có nhớ thì cái chuyện mà những đứa nhỏ như vậy chưa có được dạy tên của bố mẹ biết bố mẹ thôi không có biết tên cũng là chuyện rất là bình thường nhưng mà anh nhớ được là cái con đường đến nhà mình như thế nào cái cái khung cảnh xung quanh nhà mình như thế nào chính vì như vậy đó là ngay từ lúc mà anh không thể trở về được với gia đình đó là anh luôn luôn vẽ cái lúc nào ừ. anh cũng vẽ về cái hình ảnh đó hết rồi xong rồi sau đó được bán cho người này người khác có những người nhận anh làm con nuôi anh cứ vẽ theo trí nhớ của mình là cái nơi nhà của mình cái con đường đến làm sao anh không có biết tên gọi nó là gì hết à, con anh chỉ biết là cái khung cảnh đó rồi anh cứ vẽ mà anh nói là anh sợ quên đi cái điều đó cho nên là cái lúc nào anh cũng vẽ mà anh nói là trong đời anh anh không biết anh vẽ bao nhiêu trăm lần bao nhiêu ngàn lần cái hình ảnh ảnh đó, rồi anh được đưa qua đến là ở tỉnh Hà Hà Nam, nơi anh ở thì là Vân Nam nhưng mà anh được bán đến một nơi là ở tỉnh Hà Nam. Cho đến sau đó thì anh khi mà lớn lên đó nghe nhiều cái câu chuyện có những người họ đã tìm lại được cha mẹ của mình sau mười mấy năm, hai mươi mấy năm, thì đến lúc anh quyết định rằng là anh nói với cha mẹ nuôi của mình đó là anh muốn đi tìm lại uh, bố mẹ của mình. thì uh, khi lúc đó anh nói là cũng không biết là tìm như thế nào cái cách thức ra làm sao thì anh lên trên mạng thì người ta nói là ở ờ, anh có thể vào những cái mạng xã hội này kia rồi cái lúc đó người ta hỏi là bây giờ anh có một cái ký ức gì một cái trí nhớ gì về gia đình ngày xưa không thì anh chỉ vẽ thôi anh chỉ vẽ ra ok cái nhà của tôi nó như vậy nè cái con đường thì khi mà cái bức hình đã được đưa lên trên mạng đó thì nhiều người coi xong người ta nói là ở ờ, có chỗ này nó có thể nó giống ở đâu đó như vậy mà người ta lần ra được đến ngay cái ngôi nhà của anh thì còn mẹ và các anh chị em của anh thì khi mà anh rất là xúc động cái lúc mà anh đến anh gặp cái người mà là mẹ của anh từ 30 năm trước đó thì bà mẹ đó chỉ hỏi anh là ừ ở trên cái mũi của con nó có một cái vết xẻ một cái gì cái vết gì đó. Khi mà anh nghe hỏi như vậy anh biết đây đúng là mẹ của mình rồi tại vì cái người mà mình mới gặp lần đầu mà nói đúng một cái đặc điểm ở trên người của mình như vậy thì đó là cái câu chuyện diễn ra mà trong ngày 1 tây tháng 1 ở tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc và cái đó nó làm cho người ta cảm thấy là những người mà thất lạc gia đình đó vì bị bắt cóc đó, họ có thêm cái niềm hy vọng rằng đến một lúc nào đó mình sẽ được trùng phùng với người thân của mình. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị, hãy gọi 1800 227 2345, 1800 227 2345. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán toàn 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866. Evie Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đỏ lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng ngày hôm nay thì thưa với quý vị ngày hôm qua Ngọc Lan nói về con chó cảnh khuyển sau khi mà nó trở nên hung hăng đó thì mặc dù là người ta cố gắng để cho nó tốt đẹp hơn nhưng mà cuối cùng thì vì cái sự hung hăng của nó mà người ta đã phải bắn nó chết ngày hôm nay thì cũng có một cái tin nữa cũng nói về con chó nhưng mà cái tin ngày hôm nay nó vui hơn nhiều hơn là cái tin buồn của ngày ngày hôm qua con chó này là con chó bẹt dê Đức nha quý vị nha nó tên là Tinsley đó thì mới đầu thì cảnh sát ở New Hampshire người ta nhận được một cái tin là có một con chó bẹt dê Đức chạy trên cái xa lộ 89 ở ngay cái khu vực đó mà giữa trời tuyết lạnh như vậy nè thì cảnh sát mới điều động hai ba xe đi tới để kiếm con chó này mà khi tới gặp được con chó này rồi đó thì họ tính xuống để mà bắt con chó mang về có thể truy tìm ra người chủ của nó sau đó hay là mang trả lại cho chủ của nó hay là mang đưa cho cái nơi mà giữ thú y đó giữ 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 con những con thú vật chạy hoang đó thì con chó nó không có nghe là theo lời cảnh sát nó đứng lại mà nó chạy theo nó chạy nó chạy về hướng bắc đó thì hai ba xe cảnh sát đi theo nó cứ chạy tới chạy lui rồi nó lên cái đường này nó vào cái đường kia nó xuống đường nọ đó thì cảnh sát mới phát hiện ra là một cái khúc trên xa lộ nó bị cong một cái cái đường mà nó chặn cái lối mà đi xuống cái đèo đó ừ. nó hơi bị cong bị móc họ nghi nghi rồi thì họ mới đi theo con chó đi xuống dưới đó nhìn thấy có một cái xe pick up truck bị lật oh. mà cái người chủ thì bị văng ra khỏi xe nằm ừ. ở gần đó đó thì khi mà họ đi theo con chó này tới nơi thì họ cũng ngạc nhiên vô cùng khi dắt cảnh sát tới nơi được rồi thì con chó nằm cạnh chủ của nó chờ cho đến khi xe cứu thương là các người mà chuyên viên y tế tới để mà tiếp tiếp cứu cái anh này đó thì cái anh này có tên là cam à, tôi nhìn thấy cái tên đâu mất tiêu đây nè anh có tên là cam laundry anh này nói rằng là tôi cũng không biết lại sao con chó nó thông minh đến như vậy nữa một mình nó mà khi mà lật cái xe đó thì trên xe này có hai người một người thì có con chó bẹt dê và một người thì có một con chó uh, bulldog đó cái con chó bu nó cũng chạy lên trên xa lộ nhưng mà nó bị xe khác tông chết rồi Ôi trời Đó, nhưng mà con chó này đó thì không bị nhưng mà con chó này nó lại dắt cảnh sát đi xuống ừ. tận nơi cái xe bị lật và cứu được người chủ thì ông chủ nói rằng là tôi cũng không biết tại sao nó thông minh đến cái cỡ mà nó chạy lên đó rồi nó dắt người lạ xuống wow. đây để cứu tôi và ông nói rằng là kỳ này là thưởng cho nó được một đĩa đồ ăn nóng mà cho tính tôi làm cho nó vinh danh nó <laughs> kêu chuyện hay quá cảm động quá à, bởi vì vì những cái điều đó cho nên nhiều người người ta vẫn rất là thích nuôi chó là như vậy chứ nếu mà chỉ đọc những cái con chó chuyên môn cắn người ta cắn chết người ta thì chắc chắn ai buồn nuôi chó nữa à, thưa quý vị à, trở lại với lại à, tin việt nam thì ngày à, hôm qua à, trong chương trình cà phê sáng thì Ngọc Lan có nhắc đến tỉnh thất bồng lai mà bây giờ đổi tên là thiền am bên bờ vũ trụ đó người ta đang điều tra những cái vụ mà liên quan đến những người đang sinh hoạt và sống tại đây thì trong đó bây giờ ngày hôm qua đó thì cảnh sát đã bắt đầu điều tra gọi là khẩn cấp về cái tội loạn luân ở những cái người mà sống ở đây À, nhiều người đã biết tịnh thất bồng lai họ bắt đầu nổi tiếng là kể từ năm 2017 khi có hình ảnh của một người sư à, cô trẻ chỉ mới có 15 tuổi thôi à, mặc áo nâu sòng rồi đội cái nón để che đi cái đầu à, đã được cạo trọc của mình á, lên để tham gia một cuộc thi hát à, và cô hát một cái bài của Trịnh Công Sơn mà tiếng hát đó rất là hay thì lúc đó người ta ngạc nhiên ở oh, tại sao mà có một cái cái đi cô trẻ như vậy xuất hiện thì người ta biết rằng cô đó sống ở trong cái nơi gọi là tịnh thất bồng lai rồi qua năm sau nữa thì lại đến hai người um, gọi là cũng là người đi tu ở đó hai người đàn ông cũng thi hát và cũng hát rất là hay nhưng mà đặc biệt từ năm 2019 đó với hình ảnh của năm chú tiểu nhỏ xíu ở trong tỉnh thất này đi thi thách thức danh hài và tạo nên những cái tiếng cười và thu hút cái sự chú ý của khán giả đó thì người ta lại càng biết nhiều hơn về nơi này họ biết rằng là nơi này là nơi nuôi những người trẻ mồ côi là điển hình như là năm cái chú tiểu nhỏ này nhưng mà lại rất là tài năng à, họ có thể mang đến được cái sự ngạc nhiên cho khán giả khắp nơi khi mà ai xem cái chương trình thách thức danh hài nhưng mà rồi sau đó đó thì bắt đầu khi mà những cái người này nổi lên thì bắt đầu những cái kênh youtube liên quan đến năm à, chú tiểu này liên quan đến những người ở tỉnh thất bồng lai cũng được thành lập và cái số người người ta theo dõi người ta coi người ta subscribe đó, rất là nhiều lên đến cái youtube của hai chú tiểu này của năm chú tiểu này lên đến hơn 2 triệu người thì cái tiền họ thu vào đó cũng được rồi những cái mạnh thường quân người ta nghe tình cảnh của năm chú tiểu này mồ côi sống ở trong chùa như vậy thì người ta cho tiền cũng nhiều nữa tức là họ thu được tiền rất rất là nhiều nhưng mà sau đó bắt đầu có một cái những cái được tung ra rằng là tỉnh Thất Bồng Lai này là một cái cách trá hình. À, những cái đứa bé này á, là nó có cha, có mẹ chứ không phải là những đứa bé mồ côi giống như là họ nói. Và chưa kể đó, cái người mà à, giống như là chịu trách nhiệm ở trong cái tỉnh Thất Bồng Lai này rồi sau đó đổi là Thiền am bên bờ vũ trụ đó, à, đó là ông Lê Tùng Vân, năm nay 90 tuổi. Thì người ta nói là ông chính là bố của tất cả những uh, chú tiểu hay ni cô trẻ ở trong cái chùa này thì bây giờ nói là nó nó là một cái mối quan hệ rất là chằng chịch với nhau uh, ông này có vợ xong rồi sanh ra những người con rồi xong rồi ông này lại lấy em gái của ông cũng lại sanh ra những cái đứa trẻ được nuôi trong đó rồi xong rồi ông ta lại lấy chính con ruột của mình để sanh ra thì tất cả những cái điều đó nó đang là làm cho người ta cảm thấy là kinh ngạc thì bây giờ nói là sau khi đã, đã có những cái xét nghiệm adn và cảnh sát đưa ra thì bây giờ đang điều tra về cái tội loạn luân ở đây ra làm sao và nó nó dấy lên một cái làn sóng người ta bắt đầu đang chỉ trích rằng là có hai nguồn dư luận một bên thì họ vẫn binh vực những người sống ở đây họ nói rằng là có thể là một cái um, gọi là xử lý khủng hoảng truyền thông của Việt Nam để mà che giấu đi cái vụ Việt Á đang làm mọi người rúng động nhưng một bên họ nói là đây là một sự thật là về những cái trò mà lợi dụng tôn giáo để mà mua những cái lợi ích cá nhân và làm đánh động vào cái cái lòng thương cảm trắc ẩn của con người thì tiếp tục cái vụ này trong thời gian tới như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ à, tường thuật đến quý vị. À, sáng hôm nay đó thì theo như một số người dân cho biết đó, thưa quý vị đây là cái hình ảnh của Thiền Am bên bờ vũ trụ thì họ đang xây dựng thêm một căn nhà hai tầng hoặc là có thể ba tầng ở kế bên nhưng mà sáng hôm nay thì tất cả mọi cái công trình này đang đang bị tạm dừng lại hết. À, người dân ở đây cho biết từ từ sáng ngày mùng 4 tháng 1 đó thì rất là nhiều công an đã bao vây cái khu vực này đến nỗi là những cái người mà sinh sống ở ngay đây đó họ cũng không thể ra vào khu vực này được và họ bị kiểm soát rất là chặt chẽ à, tất cả những cái gì đó thì họ nói là là nhiều xe đã tới đây để chở những cái hồ sơ những cái gì mà công an nói rằng là để là phục vụ công tác điều tra ra khỏi ngôi chùa này à, theo như một số youtuber thì cũng đi canh chừng cái vụ này là họ chỉ đứng từ xa thôi và sau 2 hoặc là 3 ngày đó thì họ không thu hoạch được có tất cả những hình ảnh gì cả vì công an đâu có cho vào, công an nói là đây là công việc đã, đang được tiếp tục điều tra cho nên không có được chụp ảnh quay phim gì cả thì họ đã kéo đi rồi, người dân ở đây cho biết thì tới sáng ngày hôm nay là ngày 6 tháng 1 đó với quý vị ở tại Việt Nam đó thì những người mà ở trong khu vực gần ở đây đó thì mới được phép trở vào một cách bình thường trở lại nhưng mà cũng có rất nhiều công an đứng chung quanh để mà theo dõi coi là những người này làm những cái gì và không cho họ chụp hình vân vân. Đây là một cái cái khu này đó thì chung quanh thì thấy là đồng cỏ rất là nhiều, đồng ruộng lúa này kia, chỉ có một ít nhà dân ở chung quanh đây thôi. Uh, nhiều người ở chung quanh khu vực này nói là cái nơi này đó cái tịnh thất đã bồng lai hay là thiền am bên bờ vũ trụ này đó từ ngày có mặt ở đây đó họ cũng chưa bao giờ được vào trong này ừ. để mà cúng bái hay gì cả họ chỉ thấy là cửa đóng chín mít từ sáng tới tối mà không không biết là nghe nói đâu trong này là có sư cô trẻ rồi có mấy vị sư rồi có con nít này kia năm nhiều lắm nhưng mà hiện tại đó thì như ngọc lan nói đúng lắm tại vì cái kênh youtube của tức là không phải là một nhá mà hàng trăm kênh youtube với những cái uh, liên quan tới tình thất bồng lai like này đó thì đã được đưa lên mạng rồi nhiều người vô subscribe rồi đăng ký để uh, coi theo dõi cũng mang về một cái nguồn lợi nhuận và trong khi đó thì họ cũng kêu gọi sự đóng góp từ thiện nữa của trong nước và ngoài nước về để nuôi các em mồ côi này wow nói chung là đây là một cái vụ khá là ầm ĩ tại vì họ là những người năm chú tiểu đó thì nhiều người thích và phải công nhận rằng là xem năm chú tiểu đó diễn người nào hướng dẫn cho họ thì những cái người này phải là những người có tài chứ không phải là chỉ vì lòng thương cảm cho nên họ xuất hiện người ta cho tiền mà những người đó là họ thật sự là giỏi nhưng mà đằng sau nó là cái gì nữa thì người ta đang chờ xem cái kết luận cuối cùng điều tra ra làm sao cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý Quý vị hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai và ngay sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới cùng với hoàng trọng thụy và thảo yên xin kính chào quý vị Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung. Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú. Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị hãy gọi 1800 227 2345 1800 227 2345